Xin chào tất cả các bạn. Chị gặp lại chúng mình ở trong phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay với nội dung về việc luyện tập trong diễn đạt cùng với các em nhé. Những bạn nào chúng mình đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi thì các em có thể gửi lời chào đến chị ở dưới phần bình luận nha. Rồi, xin chào các em. Không biết là các bạn giờ này chúng mình đã đi học về chưa nhở? Các em ơi, chúng mình đã đi học về chưa nào? Những bạn nào đã vào theo dõi phần phát trực tiếp này rồi thì bình luận cho chị biết với nhá. Rồi, trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta tranh thủ một chút xíu thời gian để cùng ngồi lại với chị và chúng ta tập trung về cái kỹ năng diễn đạt của mình trong mảng nghị luận văn học các em nhá. Nghị luận văn học ở trong đề thi của chúng ta là một phần vô cùng quan trọng. Và thậm chí có nhiều bạn thì học văn là các em chỉ học về nghị luận văn học thôi ý. Đấy, nghĩa là chúng ta chỉ học về các tác phẩm, chỉ tập trung học về các tác phẩm rồi viết những bài văn nghị luận văn học thôi. Tất nhiên, cái suy nghĩ đó là chưa đầy đủ, đúng không ạ? Trong đề thi của chúng ta còn rất là nhiều những phần khác nữa như là đọc hiểu, nghị luận xã hội. Tuy nhiên, nghị luận văn học là cái phần vô cùng trọng tâm và gần như đều là chiếm cái số điểm lớn nhất. Đấy, thế thì để viết tốt nghị luận văn học, bên cạnh kiến thức nền, bên cạnh cái cách hiểu của chúng ta về tác phẩm thì các bạn còn phải trau dồi về việc diễn đạt nữa. Nghĩa là chúng ta phải làm như thế nào để viết ra những nội dung, những cái cách hiểu của mình nhưng mà viết ra một cách hay ho nhất này, một cách mềm mại nhất, một cách bay bổng và ấn tượng nhất, đúng không các em? Rồi, xin chào các bạn nhé. Đấy, thế thì việc luyện tập về diễn đạt là một việc vô cùng cần thiết, đặc biệt là bây giờ chúng ta đã bước sang học kỳ 2 rồi. Với những bạn học sinh lớp 9 ý, thì học kỳ 2 này là một học kỳ quan trọng vô cùng. Chúng ta đã có một học kỳ 1 vừa mới đi qua, đủ để ta nhận ra được rằng là chúng ta đã tốt ở đâu, chưa tốt ở đâu. Và ta cũng chỉ còn có một học kỳ này nữa để chúng mình cố gắng rồi chính thức bước vào kỳ thi vào 10 vô cùng quan trọng. Thế nên rằng là trong học kỳ 2 này các bạn hãy hứa với chị là chúng ta tập trung nhiều hơn vào việc học tập và đặc biệt là hãy nghiêm túc với việc diễn đạt của bản thân mình, bởi vì có nhiều bạn là mất điểm do diễn đạt rất là đáng tiếc đấy. Nghĩa là em hiểu được kiến thức đấy, thế nhưng mà cái vốn từ ngữ của chúng mình, cái cách diễn đạt của chúng ta chưa tốt, dẫn đến là những nội dung mà chúng ta hiểu được truyền đạt ở trong bài viết của mình lại chưa thực sự hay, chưa thực sự là đạt được cái số điểm cần thiết, đúng không? Rồi, thế nên rằng là trong buổi trưa ngày hôm nay, chị em mình sẽ cùng luyện về diễn đạt. Và các em đang học đến tác phẩm nào rồi nhở? Các bạn ơi, ở đây chị có cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu phiên bản mới này, thế hệ mới này. Và chị mở cho các bạn xem phần mục lục nhé. Các em, trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta muốn luyện diễn đạt về tác phẩm nào thì các bạn có thể bình luận giúp cho chị nhá. Đồng ý không? Trong buổi trưa ngày hôm nay thì chúng mình muốn luyện diễn đạt về tác phẩm nào đây nhở? Chị đoán là các bạn đang học đến các bài của học kỳ 2, ví dụ như là Mùa xuân nho nhỏ này, hoặc là Viếng lăng Bác này, hoặc là Sang thu này, đúng không? Đấy, đấy là những bài thơ mà rất là trọng tâm trong học kỳ 2. Không biết là các bạn đang muốn tìm hiểu, muốn lắng nghe về phần phân tích về tác phẩm nào đây nhở? Và qua cái phần phân tích này, qua phần mà đọc một bài văn mẫu này, chị cũng sẽ chỉ ra một số những cái kỹ năng diễn đạt mà các em có thể áp dụng được ở trong những đề bài khác nhau để chúng mình trau dồi thêm nhá. Đồng ý không nào? Rồi, đó, thế thì ở đây chị đang muốn lắng nghe ý kiến của các bạn xem là các em muốn chúng ta sẽ lắng nghe một bài văn mẫu về tác phẩm nào ở trong buổi trưa ngày hôm nay đấy. Bài văn hoặc là đoạn văn cũng được, bởi vì là ở trong cuốn tuyển tập này ý, thì có 20 đoạn văn mẫu nhá, 20 đoạn văn mẫu cũng trải dài ở các tác phẩm và có 30 bài văn mẫu. Đấy, thế là tổng cộng là có 50 đề các bạn nha. Tổng cộng có 50 đề và trải dài ở tất cả các cái tác phẩm mà chúng ta có thể xuất hiện ở trong chương trình thi. Thế thì không biết là các bạn đang muốn tìm hiểu về tác phẩm nào đây? Đây, có thể thấy là bắt đầu từ bài Con cò là sang đến học kỳ 2 rồi đúng không các em? Nhá, các cái tác phẩm, các đề bài ở đây thì chị sắp xếp theo thứ tự mà chúng ta học ở trên lớp luôn đấy. Ở các tác phẩm học kỳ 1 được sắp xếp trước này, các tác phẩm học kỳ 2 được sắp xếp sau và ở cuối thì có một số những đề nâng cao.
Rồi, cho chị biết là các bạn muốn cho chị biết là các bạn muốn lắng nghe về tác phẩm nào nhỉ? Rồi. Đồng ý không? À, nếu như mà em muốn sở hữu cuốn sách này với một mức giá ưu đãi hoặc là muốn tận dụng những đợt khuyến mại của Văn Chị Hiên thì em vẫn có thể nhắn tin về để các chị cung cấp thêm thông tin nhé. Đồng ý không nào? Rồi các bạn ơi. Ở đây hình như là đang hơi khó chọn đúng không? Đây chị nêu ở đây có những tác phẩm học kỳ 2 mà các bạn cần chú ý nhé. Chúng ta có Mùa Xuân Nho Nhỏ này và có hai đề về bài văn Mùa Xuân Nho Nhỏ luôn. Đó. Tiếp theo chúng ta có bài thơ Viếng Lăng Bác. Chúng ta có bài thơ Sang Thu này, bài thơ Nói Với Con này. Đồng ý chưa? Đấy, rồi học kỳ 2 thì chúng ta có một văn bản văn xuôi rất là quan trọng, chính là Những Ngôi Sao Xa Xôi. Và ở đây thì chị cũng có một bài văn mẫu về tác phẩm Bến Quê nữa. Đấy. Thì đây là bộ các cái tác phẩm học kỳ 2 này. Mùa Xuân Nho Nhỏ thì chị cũng đã chia sẻ một số những cái hình ảnh về bài văn mẫu liên quan đến Mùa Xuân Nho Nhỏ đúng không? Rồi, xin chào Khánh Phương nhá. Xin chào các bạn. Hình như bây giờ là các bạn mới đi học về đây đúng không? Rồi, thì trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện diễn đạt bằng cách là lắng nghe một bài văn mẫu. Sau đó thì sẽ cùng ghi nhớ một số những cách diễn đạt mà chị chỉ ra chúng ta có thể học tập được từ bài văn mẫu đó nhá. Ok không nào? Rồi, thế nên là chị đang muốn hỏi là không biết là các bạn đang muốn lắng nghe một bài văn mẫu về tác phẩm nào đấy? Rồi, chị thấy đã có đông bạn vào theo dõi hơn rồi đấy. Nếu như mà em muốn tham khảo về văn bản nào, về tác phẩm nào thì có thể bình luận cho chị biết nha. Và bây giờ thì thôi thì để chị chọn cho các bạn nhá. Ok không nào? Đấy. Và nếu như em muốn tham khảo về tác phẩm nào khác nữa thì vẫn có thể bình luận để chị nắm bắt được là các bạn đang học đến tác phẩm nào rồi nhá. Hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe một bài về Viếng Lăng Bác đi. Ok không nào? Nhá, về Viếng Lăng Bác đi. Thì trước tiên là chúng ta có một đoạn văn về bài Viếng Lăng Bác, là về khổ thơ đầu tiên này. Và chúng ta cũng có một bài văn phân tích hai khổ đầu của bài thơ này. Đấy, thì trước tiên là chúng ta sẽ cùng lắng nghe về bài văn nhá. Trang số 115 này. Cuốn tuyển tập này thì được in với khổ A4 luôn, siêu to khổng lồ. Nên là các bạn có thể là chúng ta sử dụng và có rất là nhiều những bài văn mẫu ở trong cuốn sách này luôn đấy. Rồi chị sẽ mở đến trang 115 nhá và cùng theo dõi với chúng ta nào. Đây, chúng ta có đề bài số 42 về bài thơ Viếng Lăng Bác của tác giả Viễn Phương. Cảm nhận của em về tình cảm của tác giả Viễn Phương thể hiện trong hai khổ thơ đầu của bài thơ Viếng Lăng Bác. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Đó, chúng ta viết một bài văn cảm nhận về hai khổ thơ này nhá. Bài văn như sau. Khi mà lắng nghe thì các bạn chú ý này, chúng ta không những lắng nghe mà chúng ta cũng có thể theo dõi luôn về cách trình bày được ghi ở trong cuốn tuyển tập này nhá. Rồi, chúng ta có phần mở bài như sau này. Nếu phải chọn ra ý nghĩa nhân văn nhất của thơ ca trong đời sống, thì đó là việc thơ ca đã cống hiến cho cuộc đời này những tiếng lòng đẹp đẽ, những vẻ đẹp trong sáng, đầy cảm xúc trong tâm hồn các thi nhân. Nhà thơ Viễn Phương cũng đã có những vần thơ ý nghĩa như thế, khi bộc lộ tình cảm, cảm xúc, tấm lòng thành kính vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu trong tác phẩm Viếng Lăng Bác. Đặc biệt, hai khổ thơ đầu của thi phẩm này đã thể hiện một cách xúc động tình cảm của tác giả Viễn Phương khi đứng trước lăng và khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác. Và sau đó chúng ta trích thơ. Rồi, thế thì ở đây các bạn học tập được điều gì từ phần mở bài này? Các bạn chú ý nhé, đây hoàn toàn có thể nâng lên thành một cái cách viết mà em áp dụng được cho nhiều tác phẩm thơ khác đấy. Nghĩa là cái câu dẫn đầu tiên này này, em có thấy là đã đề cập đến đặc trưng của thơ ca không?
Và nó đã là đặc trưng thì em dùng cho các bài thơ khác vẫn được luôn. Ví dụ dùng cho bài Đồng Chí này, hay là Bếp Lửa này, hay là Mùa Xuân Nho Nhỏ, rồi là Sang Thu, đấy, hay là Nói Với Con đều được luôn. Nên em có thể ghi nhớ cái câu dẫn này nhé. Nếu phải chọn ra ý nghĩa nhân văn nhất của thơ ca trong đời sống, thì đó là việc thơ ca đã cống hiến cho cuộc đời này những tiếng lòng đẹp đẽ, những vẻ đẹp trong sáng, đầy cảm xúc trong tâm hồn các thi nhân. Đây, rồi, bạn nào mà vẫn còn đang khó khăn trong việc viết mở bài thì hãy ghi lại ngay nhé, học tập ngay cái cách dẫn dắt như thế này. Rất là đơn giản thôi, em nhìn thấy không này? Một cái phần mở bài ngắn gọn thôi. Sau một câu dẫn là ta dẫn đến tác giả tác phẩm và nêu vấn đề nghị luận cùng với phạm vi dẫn chứng luôn. Đơn giản đúng không nào các bạn? Nhá. Đấy, vừa dễ vừa ngắn gọn mà cũng rất là sáng tạo, không hề bị khuôn cứng, không hề là đi theo lối mòn. Thế nên là các bạn hãy ghi nhớ để mình áp dụng ở trong bài văn của mình nha. Đó, và thêm một cái bí kíp nho nhỏ nữa này, đấy là khi mà chúng mình trích thơ ở trong phần mở bài ấy, thì nếu như mà em muốn tiết kiệm thời gian, em có thể là trích câu đầu rồi chấm 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 và trích câu cuối nhé, để chúng mình tiết kiệm thời gian. Đây, trích câu cuối trong cái đoạn thơ mà mình phân tích. Sau đó này, bước sang phần thân bài thì ở trong cuốn tuyển tập này ấy, thường là trong các bài văn, chị sẽ có một luận điểm ở đầu thân bài, đó là luận điểm khái quát. Chúng ta sẽ chưa đi vào phân tích luôn, mà chúng ta sẽ có một phần khái quát về tác giả tác phẩm. Phần này thì sẽ có những bạn là chúng ta được hướng dẫn là sẽ nêu ở trong phần mở bài luôn, cũng được các em nhé, không sao cả. Nhưng nếu như mà chúng ta có một đoạn văn riêng thì chúng ta sẽ có nhiều dung lượng hơn để nêu ra những thông tin về tác giả tác phẩm. Đây cũng là một cách để cho cái sự dẫn dắt của chúng ta nó được mượt mà hơn các em nhé. Đấy, thế thì sau khi trích thơ xong này thì chị thấy là có nhiều bạn là chúng ta cứ đi vào phân tích luôn. Nghĩa là cái phần mở bài và phần thân bài nó chưa có một sự liên kết nào cả. Thì các em hãy học tập cái cách dẫn dắt như sau để tạo ra sự liên kết giữa mở bài và thân bài nhé. Đó là chúng ta có một câu nêu ra ấn tượng về đoạn thơ mà ta vừa mới trích. Những vần thơ thật giản dị và xúc động, thể hiện niềm cảm xúc dâng trào của tác giả Viễn Phương. Đúng không nghe? Nhá, thế là chúng ta trích thơ xong, chúng ta trích ra những câu thơ của Viễn Phương. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Sau đó này, những vần thơ thật giản dị và xúc động, thể hiện niềm cảm xúc dâng trào của tác giả Viễn Phương. Sau đó em muốn phân tích gì thì em bắt đầu viết ra. Thì có phải là chúng ta có thêm sự liên kết, sự chuyển ý mượt mà từ mở sang thân bài không? Từ mở bài sang thân bài. Đấy, nhá. Và chỉ cần một câu thôi. Nên là các em có thể học tập cái cách viết này. Ok không nào? Bây giờ thay vì việc là sang thân bài đi vào phân tích luôn. Trước tiên để tác giả thể hiện cảm xúc gì, hoặc là trước tiên ta thấy cái gì cái gì, thì em cũng có thể dùng một câu để khái quát lại những cái ấn tượng sâu sắc, những ấn tượng về cái khổ thơ mà ta vừa mới trích ra. Đồng ý không? Đấy, thế thì ở đây sau khi nêu ra cái câu dẫn dắt đó rồi, thì chị bắt đầu đi vào khái quát về tác giả Viễn Phương và về bài thơ Viếng Lăng Bác, các em nhé. Nhắc đến nhà thơ Viễn Phương là nhắc đến một thi sĩ với hồn thơ nhẹ nhàng, man mác, giản dị. Thơ ông lay động lòng người bởi sự tinh tế trong cách diễn đạt cảm xúc, hình ảnh thơ mộc mạc mà sâu sắc. Bởi Viễn Phương là một con người rất đa mang, rất nặng lòng với quá khứ, với cách mạng, quá khứ đấu tranh của dân tộc, lẫn vào sâu sắc với thơ anh, với hồn anh, với đời anh. Ở đây thì chị trích ra một nhận định của nhà báo Mai Văn Tạo để khái quát về nhà thơ Viễn Phương, sau đấy là nêu về bài thơ Viếng Lăng Bác này. Bài thơ Viếng Lăng Bác được sáng tác năm 1976, khi đất nước đã thống nhất, Lăng Bác được khánh thành và tác giả được vào thăm Lăng Bác.
bằng tình cảm chân thành, bình dị của một người con miền Nam, cùng xúc cảm nồng ấm thiết tha, nhà thơ Viễn Phương đã sáng tác bài thơ này như một sự tinh đọng của một quả chín tròn mọng, ngọt ngào như sự tươi tắn ngát hương của một đóa hoa đẹp, hay như màu xanh thắm và độ rắn giỏi, thẳng thắn của loài tre quê hương giàu phẩm chất trước nỗi niềm xúc động và thành kính vô hạn đối với Bác. Mạch cảm xúc được bắt đầu và tiếp nối theo trình tự của cuộc vào lăng viếng Bác. Cứ như thế, hai khổ thơ đầu vang lên thể hiện tình cảm thiết tha của tác giả khi đến thăm lăng và khi cùng dòng người vào lăng viếng Bác. Đó, thế thì chức năng của cái đoạn văn này là cung cấp cho bạn đọc cái nhìn khái quát về tác giả và về toàn bộ tác phẩm. Bởi vì trong bài văn này chúng ta sẽ chỉ phân tích một phần của tác phẩm thôi. Thế nên là ta có một đoạn văn khái quát như thế này cũng rất là ổn các bạn nha. Nhưng nếu như em không có thời gian hoặc là em chưa quen với cách viết này, em cũng có thể là nêu khái quát và ngắn gọn những thông tin về tác giả tác phẩm ngay trong phần mở bài cũng được các bạn nhé. Rồi, đấy. Thế thì bây giờ ta đến với phần quan trọng nhất này. Đó chính là phần phân tích. Đồng ý không? Phần phân tích là phần quan trọng nhất của thân bài. Thế thì với hai khổ thơ này, các bạn vừa lắng nghe này, vừa hình dung xem là chúng ta có được học như vậy hay không? Nhớ chưa? Đối với những bạn mà đã học bài Viếng Lăng Bác này, hay là có thêm kiến thức mới nào mà chúng ta nên ghi nhớ để áp dụng trong quá trình phân tích về tác phẩm này hay không? Thì các bạn cũng hãy chú ý vào đây nhé. Luận điểm đầu tiên là ta sẽ phân tích khổ thơ 1. Ở đây là ta phân tích hai khổ đầu mà, thì chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng khổ thơ. Và cái mà ta cần phải làm nổi bật ở đây đó là gì? Đó là tình cảm của tác giả Viễn Phương. Nhớ nhá, luôn gắn liền với vấn đề nghị luận. Mặc dù là đã được trích thơ ra rồi và ta có kiến thức nền về đoạn thơ này rồi, nhưng hãy nhớ giúp chị là mỗi vấn đề nghị luận khác nhau có thể dẫn đến những bài văn khác nhau. Nên là phân tích về tình cảm của tác giả Viễn Phương thì ta sẽ viết khác một chút so với việc là chỉ cảm nhận về hai khổ thơ này thôi, hay là chỉ phân tích về nội dung nghệ thuật của hai khổ thơ này thôi. Hiểu ý chị ông ạ? Nghĩa là em vẫn phân tích kiến thức như bình thường, thế nhưng mà sau mỗi phần phân tích đấy em phải khẳng định được là tác giả Viễn Phương thể hiện cảm xúc gì ở trong cái khổ thơ này. Đấy, thế thì hãy cùng xem là chúng ta sẽ làm nổi bật vấn đề nghị luận bằng cách nào nhé. Trước tiên, những vần thơ bình dị, thiết tha đều đặn, từ tốn vang lên như chất chứa cả một niềm mong mỏi chân thành của nhà thơ Viễn Phương khi đến Lăng Bác. Còn ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Trong dòng thơ đầu tiên cất lên, cụm từ ở miền Nam như thông báo cho Bác biết rằng người con ấy đến từ một nơi rất xa xôi là miền Nam, là mảnh đất anh hùng suốt mấy chục năm trời chiến đấu gian khổ, chỉ mong có ngày giành được độc lập, thống nhất, mảnh đất mà Bác vẫn luôn đau đáu một nỗi nhớ, một niềm mong. Động từ thăm cũng như một sự nói giảm nói tránh, hay mặt khác còn là sự đấu tranh, đối lập giữa lý trí và thể xác. Dù nhà thơ không muốn tin Bác đã mất rồi, nhưng sự thật hiện tại vẫn là thế. Cách xưng hô của tác giả trong câu thơ đầu tiên này càng khiến cho ta xúc động. Đó là cách xưng hô con, Bác, rất gần gũi, thân thương của người dân Nam Bộ. Dường như nó đã xóa tan đi mọi khoảng cách giữa một vị lãnh tụ vĩ đại và một công dân. Bởi vì trong thâm tâm mọi người, Bác là người thân trong gia đình, là vị lãnh tụ vĩ đại nhưng thân tình và giản dị biết bao. Nơi đây sống một người tóc bạc, người không con mà có triệu con, nhân dân ta gọi người là Bác, cả đời người là của nước non. Đây là phần liên hệ mở rộng đấy. Và phần liên hệ mở rộng này là dựa trên cái cách xưng hô con và Bác. Đây là một yếu tố ta không thể bỏ qua khi phân tích câu thơ đầu tiên trong khổ 1, đúng không các em? Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Thì cách xưng hô này đối với mỗi người dân Việt Nam đã trở nên rất là bình thường rồi. Thế nhưng mà chúng ta thấy đấy là có ở đâu như ở đất nước này, khi mà muôn triệu người dân
của Việt Nam đều gọi bác, đều gọi vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc với những cách xưng hô rất là thân thương và giản dị không? Cảm giác như bác là người thân đối với mỗi gia đình, với mỗi con người Việt Nam vậy. Thế nên rằng là cũng có rất nhiều những vần thơ nói về cách xưng hô ấy và ta có thể liên hệ mở rộng ở đây. Nhân dân ta gọi người là bác, cả đời người là của nước non. Đồng ý chưa? Đấy, thì ngay sau khi mà trích dẫn ra như vậy rồi, em phải quay lại để phân tích tiếp đúng không ạ? Thế nên rằng là có một cách rất là đơn giản để đang liên hệ mở rộng, em quay trở lại phân tích với tác phẩm chính. Đó là gì? Tiếp đến nội dung nào đấy? Nhá, tiếp đến nội dung nào đấy? Ok chưa? Ví dụ ở đây là tiếp đến lăng Bác. Hình ảnh đầu tiên mà tác giả Viễn Phương bắt gặp sau làn sương sớm mai là hàng tre xanh bát ngát, thấp thoáng bóng dáng quen thuộc của làng quê, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Thật giản dị xiết bao khi che chở và canh giữ cho giấc ngủ ngàn thu của vị cha già dân tộc lại chính là những gì gần gũi và thân thuộc nhất. Phải chăng chính điều đó đã khiến trái tim của người con miền Nam lần đầu viếng thăm năm Bác đã phải xúc động nghẹn ngào? Khổ thơ đầu tiên này, tác giả Viễn Phương đã dùng đến 3 câu thơ để tập trung khắc họa hình ảnh hàng tre. Một hình ảnh không chỉ tả thực không gian bên ngoài lăng, mà còn ẩn chứa bao ý nghĩa sâu xa. Ta bắt đầu đi vào phân tích kỹ hơn này. Từ cảm thán ôi, biểu thị bao niềm xúc động tự hào của tác giả. Và cái bát ngát xanh xanh trải khắp không gian kia còn là cái bát ngát mênh mông của cảm xúc con người. Hàng tre xanh xanh mộc mạc nhưng bão táp mưa sa đứng thẳng hàng đã nhấn mạnh sức sống bền bỉ của tre xanh, hay cũng chính là của dân tộc Việt Nam dù trải qua bao khó khăn gian khổ trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ. Bằng nghệ thuật ẩn dụ tinh tế, nhà thơ Viễn Phương đã gợi lên tinh thần đoàn kết, kiên cường, bền bỉ của dân tộc Việt Nam luôn sẵn sàng bên Bác thực hiện lý tưởng cao cả qua hình ảnh hàng tre. Hàng tre nơi lăng Bác, hàng tre trong thơ Viễn Phương thân thuộc mà thiêng liêng đến thế. Đồng ý chưa? Đấy, thế thì ở đây nhá, toàn bộ phần phân tích khổ thơ đầu tiên này, chúng ta đã làm nổi bật cảm xúc gì của tác giả Viễn Phương? Thì chúng ta thấy này, liên tục là sự nhắc lại về sự xúc động nghẹn ngào của Viễn Phương được thể hiện ở trong khổ thơ này. Đúng không? Đây, phải chăng là sự xúc động nghẹn ngào này hay là gì? Hay là từ cảm thán ôi biểu thị bao niềm xúc động tự hào của tác giả? Và đặc biệt là ngay từ phần đầu chúng ta đã nêu ra nội dung của luận điểm này rồi. Đó là gì? Từng câu thơ bình dị vang lên thể hiện niềm mong mỏi chân thành của nhà thơ Viễn Phương khi đến lăng Bác. Ok chưa? Đấy, thì đấy là cách để chúng ta vẫn phân tích kiến thức nền như bình thường, nhưng ta tập trung làm nổi bật cái vấn đề mà đề bài hỏi. Vấn đề mà đề bài hỏi ở đây là cảm xúc của Viễn Phương. Thế nên ta phân tích xong rồi ta phải khẳng định được là cảm xúc đó là cảm xúc gì. Đồng ý chưa ạ? Nhá. Thế thì tương tự như vậy, đến với khổ thơ tiếp theo chúng ta cũng sẽ phân tích kiến thức nền để làm rõ được cảm xúc của nhà thơ Viễn Phương nha. Đây là một cái dạng đề rất là cơ bản thôi. Và trong năm vừa rồi đối với các anh chị 2K7 khi mà thi vào 10 thì dạng đề này là rất phổ biến ở các đề thi của các tỉnh thành. Trên fanpage Học Văn Chị Hiên Hiểu Cơ Sở này có đăng tải một album gọi là tổng hợp và sưu tầm được đề thi năm ngoái của các tỉnh thành đấy. Thì các bạn có thể vào tìm album tổng hợp đề thi cấp 3, đề thi vào 10. Thì các em có thể xem là tỉnh mình năm vừa rồi thi với đề thi như thế nào, rồi xem các tỉnh thành khác, để thấy được rằng là cái dạng đề viết bài văn này này, đối với những tỉnh thành mà thi bài văn ý, là một dạng đề rất cơ bản và rất là dễ để mà ra vào luôn. Thế nên là các em phải nhớ nắm chắc được kỹ năng phương pháp làm dạng đề phân tích này nhá. Đó, bên cạnh kiến thức nền của tác phẩm thì phải trau dồi về diễn đạt nữa. Làm như thế nào để kết nối các cái ý phân tích đấy lại với nhau, rồi làm như thế nào để viết mở bài, kết bài ấn tượng, rồi chuyển đoạn nữa, đúng không? Thì ở đây nhá, ở đây chúng ta có cái sự chuyển đoạn bằng cách là gì? Tổng kết lại nội dung đoạn trước và giới thiệu nội dung của đoạn sau. Đây, từ những hàng tre thẳng hàng ngày ngày canh giấc ngủ cho Bác.
Đó chính là tổng kết lại đoạn trước. Đoạn trước chúng ta đang kết thúc ở hình ảnh hàng tre mà, đúng không? Thì đây, để tạo ra sự liên kết để chuyển sang đoạn thơ tiếp theo thì ta có thể liên kết như thế này: từ những hàng tre thẳng hàng, ngày ngày canh giấc ngủ cho bác. Nhà thơ khắc họa những hình ảnh nơi lăng bác, và cùng với đó là cảm xúc tiếc thương dâng trào khi cùng dòng người vào lăng viếng bác. Ở đây, chúng ta đã tổng kết được cái nội dung ở trước đó và mở ra nội dung ở phía sau. Và luận điểm này, khi viết như thế này ấy, thì chúng ta hình dung là sau đây tôi sẽ đi làm rõ về cảm xúc tiếc thương của tác giả. Đúng không ạ? Đây bài hỏi là cảm xúc của Viễn Phương như thế nào? Thì đây, khổ thơ này chính là cảm xúc tiếc thương. Đấy, xong rồi trích thơ ra và chúng ta phân tích nhé. Theo vòng quay tuần hoàn của tạo hóa, ngày ngày có một mặt trời đi qua trên lăng, chợt ngỡ ngàng cúi mình chiêm ngưỡng những ánh sáng chói lọi, rực rỡ, đỏ một màu chứa chan tình thương của một mặt trời bình yên, thanh thản trong lăng kia tỏa ra. Với nghệ thuật ẩn dụ đặc sắc, cách xây dựng hình ảnh sóng đôi thật tự nhiên, Viễn Phương đã khéo léo ví bác như một mặt trời rạng rỡ và đỏ rực. Một ngày qua, ông được chiêm ngưỡng hai ánh mặt trời tỏa sáng ngời ngợi, rực rỡ cả một không gian, chứa chan dòng chảy thành kính vô tận của hàng vạn con người. Mặt trời vũ trụ, mặt trời chân lý. Mặt trời của vũ trụ ngày ngày chiếu sáng, sưởi ấm cho thế gian, để hoa nở rộ, để trái chín cành, để người người hớn hở làm việc, để chim chỗi cất lên những khúc nhạc tươi vui. Thế nhưng, luồng sáng, luồng ánh sáng rực rỡ vĩnh viễn của vũ trụ cũng im lặng thao thức trước một mặt trời của chân lý cao cả là Bác Hồ. Bác xuất hiện như vầng thái dương dần nhô lên giữa rặng núi xa xăm, xua tan đi bóng đêm mù mịt tăm tối bao trùm, quét sạch hơi đông lạnh lẽo, đớn đau, bẻ gãy đi mọi gùm công, xiềng xích, dưới hơi ấm của chân lý bừng trói rực rỡ. Những đời nô lệ câm lặng lại ngạt ngào nở hoa, để mỗi kiếp người lại hăm hở, sung sướng được trọn vẹn làm người. Trái tim bác như vẫn luôn rất đỏ một tình yêu mênh mông vô tận. Bóng hình bác lồng lộng được chắp cánh bát ngát bay lên, đã che chở, dẫn dắt cho cả dân tộc vượt qua tăm tối đêm trường để đến với một nền tự do huy hoàng, rực rỡ. Bác ơi, tim bác mênh mông thế, ôm cả non sông, trọn kiếp người. Để rồi giờ đây, tại chốn người yên nghỉ, ngày ngày là dòng người đi trong thương nhớ. Qua những vần thơ của Viễn Phương, điệp từ ngày ngày tiếp tục vang lên nhằm thể hiện sự tiếp nối thời gian liên tục, tạo nhịp điệu chậm rãi, sâu lắng cho đoạn thơ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Đây là một hình ảnh tả thực diễn tả dòng người đi trong nỗi xúc động, bồi hồi với lòng tiếc thương kính cẩn. Nhưng bên cạnh đó, đây cũng là một hình ảnh ẩn dụ đẹp, một sự sáng tạo của nhà thơ. Cuộc đời của mỗi chúng ta đã nở hoa dưới ánh sáng của bác. Những bông hoa tươi thắm đó đang dâng lên người những gì đẹp nhất. Đó cũng là sự tri ân của dân tộc đối với bác. Biên độ câu thơ của Viễn Phương đến đây được kéo dài thành 9 chữ đầy sâu lắng, như một sự ngân dài của tấm lòng thành kính và tiếc thương. 79 mùa xuân là hình ảnh hoán dụ mang ý nghĩa tượng trưng cho 79 năm cuộc đời của bác. Con người 79 mùa xuân ấy đã sống một cuộc đời đẹp như những mùa xuân, làm nên bao mùa xuân đẹp cho đất nước, cho dân tộc. Đúng như những vần thơ mà Tố Hữu đã ngợi ca tấm lòng vĩ đại của bác dành cho đất nước, dành cho nhân dân. Bác để tình thương cho chúng con, một đời thanh bạch chẳng vàng son, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Đó, tham khảo bài viết này thì các bạn còn có thêm cho mình rất là nhiều những dẫn chứng liên hệ mở rộng nữa, đúng không nào? Và sau khi mà chúng mình phân tích xong thì chúng ta sẽ có một đoạn đánh giá trước khi viết kết bài. Em nhé, đây, một đoạn đánh giá trước khi viết kết bài. Ta đánh giá về nội dung nghệ thuật đặc sắc trong cái vấn đề nghị luận mà đề bài hỏi. Thì bài thơ Viếng Lăng Bác, hay cụ thể là hai khổ thơ trên, được ra đời khi Viễn Phương lần đầu tiên đến thăm Lăng Bác và cũng là lần đầu tiên trực tiếp đứng bên người.
Dòng cảm xúc bởi vậy mà trào dâng xúc động, thiết tha nghẹn ngào và chất chứa trong từng vần thơ. Đặc sắc của hai khổ thơ là sự kết hợp khéo léo giữa chất tự sự và trữ tình. Ngôn ngữ thơ giản dị, mộc mạc, đậm chất Nam Bộ, cách sử dụng những hình ảnh thơ chân thực gợi nhiều trường liên tưởng như hàng tre bát ngát, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng, hình ảnh mặt trời trong lăng rất đỏ, hình ảnh dòng người kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Trải qua bao dòng chảy thời gian, những vần thơ ấy vẫn chạm đến trái tim người đọc bởi nội dung và nghệ thuật đặc sắc, đã bày tỏ niềm xúc động cùng lòng biết ơn sâu sắc đến Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Để rồi cuối cùng ta có một phần kết bài nhé. Phần kết bài thì ta phải tổng kết lại vấn đề nghị luận, sau đó có những câu văn liên hệ để chúng ta kết lại một cách lắng đọng nhất nha. Đã có rất nhiều áng văn thơ bất hủ về Bác, về sự nghiệp cách mạng sáng ngời của người. Viếng lăng Bác của Viễn Phương xứng đáng góp mặt trong những tác phẩm thi ca xuất sắc nhất viết về Bác. Bằng tình cảm trân trọng, kính yêu của người con miền Nam, Viễn Phương đã nói lên tình cảm của hàng triệu con người Việt Nam dành cho vị cha già dân tộc. Tình cảm của tác giả được bộc lộ đầy xao xuyến, nghẹn ngào trong hai khổ thơ đầu của thi phẩm. Bác sẽ luôn là mặt trời sáng nhất, ấm áp nhất trong trái tim mỗi con người Việt Nam. Hình ảnh về Bác, về sự nghiệp và cuộc đời của Bác đâu chỉ gây xúc động cho Viễn Phương, cho con người dân tộc Việt Nam, mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người dân, dân tộc trên thế giới. Đúng như nhà thơ người Cuba đã từng viết, Hồ Chí Minh, tên người là cả một miền thơ. Đó, thì đây là toàn bộ bài viết mà chúng ta phân tích về hai khổ thơ đầu của bài thơ Viếng Lăng Bác, các em nhé. Thế là thông qua bài viết này thì thứ nhất chúng ta đã có cho mình được một cái cách dẫn dắt rất là đơn giản mà cũng không kém phần đặc sắc cho phần mở bài này, đồng ý chưa? Chúng ta học hỏi về cái cách chuyển đoạn này, chúng ta học hỏi về cái cách làm nổi bật vấn đề nghị luận trong phần phân tích của chúng ta, đúng không? Chúng ta còn có thêm những cái dẫn chứng liên hệ mở rộng để bổ sung cho vốn kiến thức của chúng mình nữa. Thế là rất là nhiều điều mà ta có thể học hỏi được từ những bài văn mẫu. Nên chị mong muốn rằng là các bạn khi chúng ta sở hữu hoặc là chúng ta đọc những cái tài liệu văn mẫu ấy, thì các bạn đừng chỉ chăm chăm vào việc viết làm sao cho giống như thế, làm sao để học thuộc lòng được những điều như thế, mà quan trọng là em hãy học tập về phương pháp, về cách viết, về kỹ năng viết, xây dựng luận điểm. Thì như vậy những bài văn mẫu mới phát huy được hết chức năng vai trò của nó nha, đồng ý không? Và đặc biệt là nếu như các bạn muốn có được những bài văn mẫu để tham khảo thật là nhiều kỹ năng như vậy thì có thể tham khảo cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này nha, với 20 đoạn văn này và 30 bài văn mẫu trải dài ở tất cả các tác phẩm trong chương trình lớp 9. Thì chị mong rằng là đây sẽ là người bạn đồng hành siêu to khổng lồ cùng với các bạn nhỏ học sinh lớp 9 sẽ bứt phá ở trong học kỳ 2 này và đặc biệt là đạt kết quả thật tốt trong kỳ thi vào 10 của chúng ta nhé. Cách để chúng ta sở hữu cuốn sách này rất là đơn giản. Các em có thể truy cập vào đường link mà chị đã ghim ở trong phần bình luận, hoặc nếu như mà muốn xem bản đọc thử này, muốn xem kỹ hơn về mục lục hay là về nội dung của sách ấy, thì em cũng có thể nhắn tin về cho fanpage học văn chị Hiên nhọc cơ sở này nha. Đồng ý không nào? Đó. Rồi, còn bây giờ phần phát trực tiếp buổi trưa ngày hôm nay của chị sẽ phải kết thúc tại đây rồi. Chúc cho các bạn chúng ta sẽ luôn cố gắng trong việc học tập nói chung và đặc biệt là trong môn văn nói riêng nhé. Và chúc cho chúng ta sẽ luôn có được những sự học hỏi cần thiết, luôn trau dồi được kỹ năng của mình để sớm đạt được mục tiêu mà mình mong muốn nha. Rất mong có thể đồng hành cùng với các bạn thông qua những cuốn sách, thông qua những đầu tài liệu giúp các em học hỏi được nhiều điều giống như cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu này nhé. Rồi, nếu như mà các bạn có những băn khoăn hoặc là có những tác phẩm hay có những kiến thức nào muốn được trao đổi và muốn được hướng dẫn kỹ hơn thì có thể nhắn tin về cho chị để chúng ta cùng gặp lại nhau ở trong những phần phát trực tiếp sau nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các em rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần phát trực tiếp sau nha.